Tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt một cái quần bốn thân ha, đồ bộ mặc ở nhà ha, vải tôn ha. Mình lưu ý là vải tôn á, trước khi bạn cắt thì bạn phải giặt đi, bỏ vô nước mình ngâm đi khoảng 1-2 tiếng đồng hồ, xong mình đem mình phơi cho khô rồi mới đem cắt quần áo nha các bạn. Xong nó rút, vải tôn nó rất là rút, nó co lại, nó sẽ bị ngắn đó, cho nên là mình phải ngâm ha. Và chúng ta bắt đầu cắt nha. Đây là thông số, đây là số đo nè ha. Dài 47, chúng ta 2 trừ 2 phân lai nè. Cái này phải trừ 2 phân, 2 xăng đường may ha. Vậy trước đi. Các bạn theo dõi nha. Dài 47. Là tới đường này nè, xong 3 xăng mình để mình bẻ vô thông vô nè, cũng bẻ là thành 50 đó nha. Để chừa đường may ra thông bẻ vô nha. Xong chúng ta hạ đáy thì 92, mong 92. 92 chia 4 thì được 23, 23 cộng 2 thôi là 25 thân trước nha. 25 nha. Hạ đáy ở đây, từ đây xuống đây 25 nha. Mong 23 thân trước là người ta cộng 5 đi là 28. Chúng ta vô 3 phân. Từ 28 này chúng ta vô 3 phân, ta giống thẳng lên. Ta đánh tròn. Chúng ta chia đôi ra 28 nè. Ta chia đôi là 14. 16. Ta vẽ đường chính trung nha, cho nó thẳng nè. Ống 22 thì ta 22 thân trước ta chỉ cái vẽ 2, ta lấy 20 thôi. Ta vẽ xuống à. Vẽ đậm lên cho các bạn thấy. Cái quần này lưng lửng, không có dài đâu. Eo 74, chỉ cho 4 được 18 năm. 18 năm ta cộng 5 đi là 18 năm. Là 23 năm. Nó bằng cái đường này luôn ha. Thân trước nè, thân trước các bạn để ý nè, xuống 1,5 cm từ đường này nè, đánh cận xuống 1,5 cm nè, ngắn hơn 1,5 cm nha. Là từ cái đường bẻ lưng xuống này thì cái đường này thun người ta cũng bẻ xuống 1,5 cm hoặc 2 cm nha, để ta mặc cái đáy nó không có bị dài đi á, nó êm, nó dễ chịu. Còn túi thì các bạn thích thì làm túi xéo không? Cái quần này thì mình làm túi xéo, mình từ đây ra đây 5 xăng nè. Ta trừ thun tới đây nè. Bẻ thun tới đây thì ta xuống 12 xăng. Từ điểm lưng thì xuống 16 xăng. 16 xăng nha. Ta bẻ thẳng. Ta đánh cong ta. Khi mai thông thì nó nằm ngay đây. Có cái túi đựng tiền hay gì mình đi chợ mình để tiền nó cũng tiện ha. Rồi xong rồi chúng ta cắt thôi. Cắt là chưa ra 2 cm nè. Thank you.
cắt nè. Chúng ta cắt xé xuống nè, 1 cm rưỡi. Rồi bây giờ thân sau. Thân sau người ta quay lại. Chỗ này nó to nhất là ta quay ngược lại. Ta đặt cái thân trước lên nha. Đơn giản thôi. Ta đặt cái thân trước lên, ta canh vải cho nó đều nè. 16 xong cái đường chính trung là canh ra cho nó đều nha. Nó không có bị không có chẹo nha. Khi ta may cái ống nó thẳng. Rồi ok. Bây giờ thân sau nè, tại cái đường phấn ống nè, ra 4 phân ha. Đáy nha, đáy chúng ta xuống. Từ đường đáy thân trước xuống đây 1 xăng ha. Và từ cái điểm này nè, cái điểm đáy nè, ta ra 8 xăng đi. Cho nó rộng mà thoải mái dễ mà. Tính cong xuống. Vô đáy thân sau là 1/10 mông. Từ ngoài đây vào đây 1/10 mông. Ta kẻ thẳng lên. 1/10 mông nha. Thân sau từ từ, từ ngoài này vô 1/10 mông. Căng ha. Đánh căng. Chúng ta vẽ lại nè, ta vẽ lại thằng trước này. Thằng trước là nó tới đây mình chuối xuống, bây giờ mình lên đây 1 cm rưỡi trả lại thằng bằng thằng trước nha. Rồi thằng sau thì người ta lên, ta xéo lên, ta gấp người ta lên 2 cm, bắt nhọn lên nha. Mình vẽ cho các bạn thấy này, đây là thằng trước này, nhưng mà thằng sau ta lên 2 cm, 1 cm rưỡi tới 2 cm ha, 1 cm rưỡi tới 2 cm. Để chi? Tại để khi cái mông mình mặc á, cái mông mình nó nhô lên á thì nó không có bị tức, không bị gắt cái đáy á, nó không bị nhét vô cái mông mình á, cho nên là nó êm. Rồi cái này mình cắt bằng thôi, bằng luôn thân trước luôn, cắt luôn ha. Đơn giản luôn, có gì khó đó. Cục bốn thân mà các bạn cắt theo kiểu này thì mặc rất là dễ mặc. Mình đứng lên ngồi xuống nó thoải mái lắm, nó không có bị gắt đáy đâu. Cắt là bốn thân bằng nhau mặc nó gắt đáy lắm, khó chịu lắm. Chúng ta lên này. Đường đáy thì ta chừa 1 cm thôi. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn may một cái quần 4 thân ha. Đây là cái túi trước ha. Túi trước nè. Cái miếng đầu tiên nè. Miếng đầu tiên nha. Từ đây xuống đây 3 xăng ha. Từ đây hộp xuống ha.
Tầm may 5 ly thôi. Ta giữ một đường nha. Xong ta giữ cái miệng túi nha, miệng túi 5 ly nha. Để cử nha bạn. Xong rồi để miếng đáp này vào, miếng đáp dưới này. Miếng đáp dưới nha. Ok nè. Nó bằng cả trên luôn nha. Đáp dưới thì ta hụt xuống 3 xăng, nhưng mà đáp ngoài là bằng nhau. Từ đây xuống đây 6 xăng ha. Xuống 6 xăng ha. Ta quay miệng túi, ta quay bao túi ha. Lắp đáy vào nha. Ta chờ 2 xăng thì ta đắp 2 xăng nha. Mai 2 đường cho nó chắc nha. Và bên kia cũng như thế ha. Chúng ta đã đắp đắp sườn xong ha, phần trong xong, bây giờ chúng ta đắp đáy ha, mặt xăng ha. Chúng ta tách cái này ra, tách đôi ra ha. Là đáy sau. Còn mai 2 đường ha. Đáy là mai 2 đường cho nó chắc. Hai đường chồng lên nhau nha. Bây giờ người ta cho lưng ha, cho thun vào ha. Phần trước nó phải ngắn hơn phần sau. Cho thun vào ha. Eo này 77 thì mình làm lấy thun 62. Chúng ta để vô bên này ha. Tách cái đường đôi này ra. Vừa sát không nha, đừng có leo lên không nha các bạn. Để xuống này. Tôi lấy cái tay này, tôi gạt gạt qua cho anh. Để ta thấy cái không nó nằm đâu, mai ngoài được không.
thì không bao giờ nó bị dính ha. Nếu các bạn sợ sợ dính không thì lấy chân vịt một bên á, thịt cây như kéo dọc nước ấy, mình tra cũng rất là dễ, mình may cũng rất là dễ. Đây là cái túi nè, túi nó sát trên. Đường mai ta rẽ ra hết ha. Đánh có tí xíu thôi nha bạn. Cả cái đường may ta vẽ đôi ra ha, kéo ta buổi sau. Lại không cho nó đều ha. Hai cái túi xinh ra, hai cái túi này. Chúng ta may đường giữa ha. Để cỡ ra. Ta đãi thông đều ta kéo thẳng ra. Ta đi đường giữa chỉ thưa thưa chút. Hai cái túi này. Hai túi rất là xinh ha. Bây giờ chúng ta lên lai, lai hai xăng thôi. Canh tử dưới đây. Ta rẽ vô. Lai hai xăng ha. Ta cái phần mai đã lẻ ra hết rồi. Con này trời nắng mặt rất là mát nha các bạn, thấm mồ hôi rất mát lắm. Ok, vậy là xong ha, xong có được 4 thân ha, đơn giản ha. Các bạn cảm thấy video này hay thì nhớ đăng ký kênh giùm mình nha, chia sẻ like giùm mình nha. Bye bye, video sau mình sẽ may áo ha. Bye bye.